Rồi, tốt. Dạ. Cho anh hỏi là bữa giờ bà Trường đá cho bà nội thấy sao rồi? Đúng ngoài đó. Dạ. Thì tính đến nay là 28 ngày rồi. Đúng rồi. 28 ngày thì bà nội bà thấy càng ngày khỏe hơn. Phải cứ làm hoài là dễ thở hơn. Rồi cảm thấy sức khỏe nó có tiến triển rất là tốt. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi về nhà có bơm máu bấm ngũ bội tâm kinh thì thấy gân cơ của bà sao? Thì em mới bấm ngũ bội tâm kinh với bơm máu ngũ bội tâm kinh thì làm chừng lần mới làm vài lần à. Thì thấy bà nội thì mình bấm thì bà nội thấy đau á, bà nói đau. Nhưng mà mấy ngày đầu thì chưa thấy nội nói gì hết. Dạ. Còn giờ mới có bấm được, nếu mà bấm ngũ bội tâm kinh được bao nhiêu ngày rồi? Được chắc 2 ngày. Thôi 2 ngày thôi, tôi dạ. Bình tĩnh. Rồi, con chị. Bữa giờ Trường đá như thế sao? Một là thấy người nó nhẹ, Trường xong thấy người nó nhẹ nhàng lên lắm. Giống như là nó bao nhiêu thức ăn giống như nó tiêu ấy, nó nhẹ giống như chuẩn bị nó đói lại ấy. Nhưng mà buổi tối không dám ăn, nhưng mà thấy cảm giác như nó đói lại thì thứ nhất. Thứ hai là mấy cái mạch máu của mình này nó nổi rất dữ nhưng mà giờ nó cũng đỡ, tức là nó giờ nó cũng đỡ hơn chút, nó cũng có nổi nhưng mà nó đỡ hơn chút đó. Cái thứ ba nữa là như chị đây nói này, là đi tiểu ban đêm nó là không có đi tiểu ban đêm nữa đó. Thế sáng đi lần rồi, còn nữa là đi tiêu nó cũng đều đặn, là cứ sáng ra là đi lần, mỗi bữa hai ngày mình mới đi được một lần, bữa nay bình thường ngày nào đi lần. Nó nhắc ngủ ngon lắm mà. Nhưng mà mình chưa có ngủ ngon. Chưa có ngủ ngon. Chị đặt hai cục đá ở chỗ cổ rồi, cổ là ngủ ngon. Chứ chị đặt ở chỗ khác ngủ ngon. Nhưng mà đè cổ nó nè, cái cổ có đè gì đấy. Mình đè phía dưới á, chứ mẹ phía trên nha. Có vai mình đó. Chị chơi cục đá là cái này nè. Chị mới ngủ ngon nữa đó, thích cái này lâu nên đưa chị ngủ. Rồi đây kinh nghiệm nè, cho thấy là bữa giờ Trường đá mà muốn ngủ ngon là Trường ngay chỗ nào đâu? Ngay chỗ cổ thầy. Cổ mà Trường chỗ nào? Thường là chị để làm sao? Đây thầy. Để kế lên gần lỗ tai thầy, để lên cái vai thầy, nó nóng đưa lên cái mặt, mình cổ nó bấm cái đầu. Là lúc là mình lên. Nằm mình để cái bộ đa năng ở dưới rồi mình nằm lên. Rồi có bộ đa năng mình chỉ bỏ hết để một lớp thôi, một lớp khăn thôi. Để ngay chỗ dọc cái chỗ hõm lưng đó thầy. À hõm lưng. Hai cục đó, cái đó hai cục đó. Rồi hai cục đó. Ngủ phê luôn. Bây giờ mình ngủ là mình làm sao đặt, tôi đặt vậy đâu, tức không chị đặt cái hai cục cái chỗ lỗ hổm là ngủ nguyên cái sáng luôn em á hả? Đâu cái lỗ hổm em không thì chị không biết đặt cách chuyện chứ là chị rà cái lưng chị đúng cái lỗ hổm mà nó vừa cái lưng luôn, không bị hết trơn. Có nghĩa là có ví dụ như cái đó cũng phải tùy giường, ví dụ mình nằm giường nệm với cái thứ hai nữa mình dễ bị đau lưng á, là cái anh chị Trường ngay cái gì môn một á thì giống như cái lớp chuyên sâu tôi có nói á, khi mà anh chị làm xong á các anh chị lấy cái bộ mà gan á, cái gan nó gần hai cái hõm hơn. Cái gan đúng rồi, cái gan. Lấy cái bộ gan á, rồi các anh chị để ngay cái chỗ hõm đó. Tháo khăn đi. Đã lắm. Còn một lớp đau rồi. Còn chị để khăn nhiều lắm. Tao thần kinh tọa rồi này nọ, Trường nó sướng lắm. Tháo hết chỉ một lớp thôi, lớp khăn thôi, nó không có cộm, chị để khăn nó cộm đúng rồi. Đúng rồi. Không có nóng. Không, quen rồi không có nóng. Nó khổ lắm. Quen rồi, không có nóng. Bình thường lắm, nhưng ngủ dễ lắm. Như vậy là đúng luôn á, để này cái chỗ này nè, đúng không thầy? Đúng rồi. Mình sẽ để hai chỗ nha. Một là gan, hai là cái động mạch cảnh, là hai cái dễ ngủ. Còn chị này những cái người nào á mà thận mà hay bị lạnh á thì mình chườm thêm vào chỗ đó nữa. Còn bữa giờ chườm thấy sao? Chườm nó nhiều quá thầy. Ngủ ngon lắm. Cứ chườm vô là nó ngủ liền, cứ sáng có khi bình thường 6 giờ dậy ngủ vút phát là tới 7 giờ mới dậy thầy. À thường mọi khi là mình ngủ mấy giờ mình dậy mà giờ mình ngủ 6-7 giờ nó dậy. Thường ngủ 5-6 giờ là dậy rồi. Mà giờ vô là phát là tới 7 giờ mới dậy. Có khi hơn. Rồi khoan, bây giờ phỏng vấn với một người kế tiếp nữa, thầy Hải đi vừa cứ làm nha. Rồi chị bữa giờ Trường đá thấy sao? Trước lúc mà chưa đi học cái này á thì cái vai gáy nó bị cứng. Nó cứng cái vai gáy. Đi Trường đá thì thấy nó mềm ra mà nó không thông.
không máu nào, nó đỡ bị đau đầu nhiều. Một ngày chị chườm mấy lần mà chườm vô đâu? Chườm vô đằng sau cổ, chườm một lần. À, chườm khi ra cổ một lần ha. Đây, nó có một cái hạch ở đây. Khi chườm á, khi chườm xuống là nó cũng nặng nặng xuống, nhưng nó có chưa hết cả. À, nó sẹp bớt đi. Ok, bữa giờ chị chườm được bao lâu rồi? 4 năm tuần, 4 tuần á, giờ là 1 tháng hơn. Rồi. Rồi, cha bên đây đang hướng dẫn cách chườm đá nè. Đâu hướng dẫn lại chườm sao? Chườm đi thầy. À, chườm cho bụng nhỏ hả? Chườm không, chườm như thắt lưng bụng cũng nhỏ, thầy cũng nhật cái chỉ vậy đó. À vậy hả? Dạ. À, bữa giờ mình có chườm mà mình thấy bụng mình nhỏ hơn. Có thầy. Ờ, nó nhỏ đó, nó gì? Mình mới chườm thôi nó giảm được mấy cm á. Thì đó, bữa giờ tôi chườm hối hả nè. Cho nên là mới vô các anh chị khen trời bữa nay nhìn gọn. Nó nghe đã gì đâu. Thấy chườm cho đó đúng không mày? Đúng rồi. Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.